Xin kính chào kênh Nhà Đất Quận 7 Nhà Bè. Kính chào quý cô chú anh chị em nè. Ngày hôm nay đó chúng ta sẽ quay lại khu dân cư Anh Tuấn Riverside, đường Huỳnh Tấn Phát, xã Phước Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nha quý cô chú anh chị em. Căn nhà được thiết kế một trệt, hai lầu sân thượng với bề ngang 5, sâu 16m. Nhà được thiết kế theo kiểu nhà phố tăng cổ điển, rất là đẹp nè. Khu dân cư Anh Tuấn Riverside nè được thiết kế quy hoạch chỉnh trang đồng bộ nè. Trong khu đây nhà phố đã cao tầng rồi, mọi người có thể nhìn thấy không? Xung quanh rất là mát mẻ nha. Trong khu đây nè có công viên, có cổng bảo vệ 24/24. Nếu tầm phân khúc mà giá từ 7 tỷ tới 9 tỷ ở khu vực đường Huỳnh Tấn Phát thì đảm bảo quý cô chú anh chị em đây là một trong những khu mà có thể nó là tốt nhất nha. Nên mọi người có thể xem xét chọn một nơi an cư lạc nghiệp nè. Với pháp lý của nhà là nhà sổ hồng riêng, thửa riêng. Nói chung pháp lý rất là hoàn chỉnh rồi, ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% nè. Hướng của căn nhà là hướng đông bắc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong đi. Trước khi đi vô bên trong, ta có hai lớp cửa, lớp cửa ngoài, lớp cửa cuốn. Khi mà Giang quay video clip, Giang đã bấm lên rồi. Lớp cửa bên trong là cửa kính này kéo qua kéo lại rất là thuận tiện nè. Khi mà về xe hơi á, ta mở ra bốn cánh vô tư. Và đây là khung bậc gara xe hơi. Hiện tại anh chủ nhà ốp gạch độ khoảng 1m2 nè. Khi mà xe máy về có va vẹn đây bụi bẩn á, ta rất dễ lau chùi nha. Rồi gạch ốp lên. Rồi trên trần nhà sử dụng hệ thống trần thạch cao, rồi xung quanh đèn led chính giữa chúng ta có đèn chùm, là được thiết kế theo kiểu tăng cổ điển phù hợp với toàn thể không gian và kiến trúc của căn nhà. Thôi bây giờ cùng với Giang tiến vào không gian phòng khách. Trong không gian phòng khách này rất mát mẻ, sạch sẽ, thoáng mát luôn quý cô chú anh chị em ơi. Đã đầy đủ các thiết bị nội thất rồi, có sẵn bộ sofa nè. À, để Giang nói sơ qua về cái hệ tủ dưới chân cầu thang đi chứ. Đây dưới hệ tủ có một để tivi, rồi cái tủ này nè chúng ta cho quý ông á có thể trưng bày những chai rượu của mình. Một không gian phòng khách đây rất rộng rãi và thoải mái, nơi đây chúng ta có thể đón những vị khách tới chơi nhà hoặc là người thân vô chơi thoải mái nha. Vách đây sử dụng nhựa lam gỗ trang trí. Điểm nổi bật nhất ở phòng khách nè, chúng ta có sẵn một bức tranh sơn dầu đây rất là đẹp. Rồi máy lạnh đã sẵn sàng trên trần nhà, ở khu vực phòng khách và cả khu vực bếp đây á, ta sử dụng toàn bộ hệ thống thạch cao, tăng cổ điển nhìn rất là bắt mắt. Và bây giờ cùng với Giang di chuyển vào không gian phòng bếp đi. Trong khu vực bếp đây đã được bố trí đầy đủ cái thiết bị, đầy đủ cái công năng rồi. Tha hồ cho quý bà nội trợ có thể chế biến là những món ăn cho gia đình của mình luôn. Do đặc thù và kiến trúc của nhà được thiết kế theo kiểu nhà phố tăng cổ điển nên toàn bộ cánh cửa tủ bếp của căn nhà cũng được thiết kế màu trắng đây, phù hợp với tăng cổ điển như quý cô chú anh chị em. Rất là nổi bật và sang trọng nè. Đây đá hoa cương luôn, ốp lên nhìn rất là chắc chắn. Máy hút mùi, lò vi sóng, đây mà lò nướng nè, tủ lạnh. Còn khu vực đây là nơi rửa chén. Khi mà nấu ăn qua rồi thì cũng phải có chỗ thưởng thức. Đây, có sẵn bộ bàn ăn 6 ghế. Bề mặt đây nè, sử dụng đá khi mà ăn uống xong ta lau chùi dọn dẹp được dễ dàng nha. Vách thì được sử dụng một lớp kính thủy. Cái lớp kính thủy đây giúp cho khu vực bếp đây nè nó rộng rãi hơn, ngoài ra nó tăng cái tính thẩm mỹ. Ở phía sân sau á là nơi lấy gió ánh sáng, ngoài ra có thêm cái toilet nè, chúng ta sinh hoạt cái đây được thuận tiện nha. Đó toilet nè. Vừa rồi Giang đã giới thiệu đến quý cô chú chị em ở từng trệt căn nhà, bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu coi. Trên lầu thì còn 4 phòng ngủ, mỗi phòng đều có toilet sử dụng riêng. Trong phòng đã được bố trí đầy đủ cái thiết bị nội thất cho quý cô chú chị em. Đây đường luồn cầu thang nè, rất nổi bật, có một bức tranh 3D. Đây nhựa PVC nha mọi người, tạo bức tranh rất là đẹp, điểm nhấn ở khu vực. Đây là phòng master. Như nãy Giang đã chia sẻ, trong phòng đã được bố trí đầy đủ cái thiết bị nội thất rồi. Đã có toilet trong phòng nè. Trong toilet đây á thì cũng đã sử dụng đầy đủ cái thiết bị vệ sinh cơ bản, lavabo, bồn cầu, kính kệ. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng nội thất đi. Đây là giường ngủ, giường nệm, góc kia là tủ quần áo như quý cái túi chị em. Đây nhựa PVC da đá nè. Đây là một cái bàn trang điểm, đối diện đó là một hệ tủ để tivi nè. Máy lạnh nó sẵn sàng luôn. Do đặc thù là phòng master, chúng ta có một cái ban công rất là rộng rãi và thoải mái. Đây đây chúng ta có thể để bộ bàn ghế hai ghế nè, rồi tối ra đây thư giãn, đọc sách gì đó trước khi vô ngủ nha. Rất là tuyệt vời. Bây giờ cùng với Giang ra phòng phía sau. Rồi đây là phòng phía sau. Trong phòng đây cũng đã được bố trí đầy đủ cái thiết bị nội thất, từ giường ngủ, nệm, góc kia tủ quần áo nè. Đây nhựa PC, những bức tranh. Đây là bàn trang điểm. Đối diện đó là một hệ tủ, tôi để tivi rồi. Góc đồ trang trí đây, đẹp mắt đó chứ, màu trắng nó sáng sủa. Rồi, trong phòng có sẵn toilet nha.
Vừa rồi Giang đã giới thiệu đến quý cô chú anh chị em ở lầu 1 căn nhà nè. Trên lầu 2 cũng được thiết kế y chang như lầu 1 đây, cũng gồm 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Trong phòng đã được bố trí đầy đủ các thiết bị nội thất như giường, ngủ, nệm, tủ quần áo, tấp đầu giường, bàn trang điểm, kệ tivi. Nên để tránh mất thời gian chúng ta lướt qua lầu 2. Bây giờ cùng với Giang đi thẳng lên trên sân thượng luôn nha. Trên đây là tầng cao nhất của nhà, là khu vực phòng thờ. Ngoài công năng là phòng thờ thì chúng ta có thể sử dụng khu vực đây để đồ vật dụng linh tinh, lãm kho cũng được như quý cái chú chị em. Đây là sân thượng phía trước nè. Này, sân thượng phía trước rất rộng rãi và thoải mái. Nơi đây á, chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng hoặc là những tiệc thân mặt bên người thân và bạn bè nè. Bây giờ cùng với Giang ra sân thượng phía sau. Rồi đây, sân thượng phía sau á, hiện tại chủ nhà đã dùng các khung rào sắt rồi, chắc chắn và kiên cố luôn. Đây đây chúng ta trồng thêm nhiều cây xanh tạo với sân vườn nhỏ nhỏ nha. Vừa rồi Giang đã giới thiệu đến quý cô chú chị em, khi mà mọi người xem video clip, cần Giang cung cấp thêm thông tin hoặc là cần Giang hỗ trợ đi xem nhà, xin liên hệ số điện thoại trên cùng phía trái màn hình đây nè. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.